Thầy chào các em học sinh. Như vậy là chúng ta đã đi xong chủ đề nguồn âm, độ cao và độ to của âm. Buổi học ngày hôm nay chúng ta sang một bài học mới. Trước khi vào bài học, thầy có câu hỏi cho chúng ta như sau. Ngày xưa để phát hiện tiếng vó ngựa, người ta thường áp tai xuống đất để nghe. Thì tại sao? Thì để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cùng nhau đi nghiên cứu bài số 13, môi trường truyền âm. Chúng ta đi một la mã môi trường truyền âm. Phần A nhỏ, sự truyền âm trong chất khí. Thầy có một đoạn video sau đây. Các em hãy quan sát đoạn video và cho thầy biết chúng ta thấy gì trong đoạn video và chúng ta nghe thấy gì. Chúng ta cùng nhau xem video nhé. Như vậy là chúng ta đã xem xong đoạn video này. Thì trong đoạn video này là gì nào? À, là một chiếc máy bay đang bay trên trời đúng không nào? Khi máy bay đang bay chúng ta có nghe được âm thanh không? À, chúng ta nghe được âm thanh của chiếc máy bay. Thì như chúng ta đang đi ngoài đường, có một chiếc máy bay bay trên đầu chúng ta, chúng ta nghe được âm thanh của chiếc máy bay bay phát ra. Như vậy thì cái âm thanh từ máy bay này nó truyền đến tai ta bằng cách nào? Và âm thanh này truyền đến tai ta qua chất gì nào? À đúng rồi, khi mà chúng ta đi ngoài đường, chúng ta nghe được tiếng máy bay đang bay trên trời thì là âm thanh đã truyền từ máy bay đến tai ta qua không khí đúng không nào? Và thầy có một câu hỏi tiếp theo chúng ta là khi mà máy bay bay gần chúng ta và máy bay bay xa chúng ta thì trường hợp nào chúng ta nghe được âm thanh rõ hơn? À, đúng rồi. Khi máy bay bay gần chúng ta thì chúng ta nghe được âm thanh rõ hơn, và máy bay càng bay xa chúng ta thì âm thanh nghe càng nhỏ và dần dần chúng ta không nghe thấy nữa. Thì như vậy là âm thanh đã truyền tới tai của chúng ta qua môi trường chất khí hay được gọi là không khí. Như vậy là âm sẽ truyền được trong môi trường chất khí. Thầy có nhận xét như sau. Chất khí cho âm truyền qua, càng đi xa độ to của âm càng giảm. Đó, ví dụ chúng ta mà nghe được âm thanh của máy bay, mà máy bay càng gần chúng ta thì âm thanh càng lớn, mà máy bay càng xa chúng ta thì âm thanh càng giảm. Như vậy chúng ta đã có là chất khí cho âm thanh truyền qua, hay được gọi là âm thanh truyền qua được trong chất khí. Tiếp theo chúng ta sang phần B, sự truyền âm trong chất rắn. Ở phần A là chúng ta đã biết được âm thanh truyền trong qua được chất khí. Phần B này xem âm thanh có truyền qua chất rắn hay không. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu một thí nghiệm như sau. Thí nghiệm gồm 3 học sinh, bạn A, bạn B, bạn C. Bạn A gõ nhẹ đầu bút chì xuống mặt bàn. Đây là bạn A gõ nhẹ đầu bút chì xuống mặt bàn. Sao cho bạn B đứng ở cuối bàn, đây là bạn B đứng ở cuối bàn, không nghe thấy được tiếng gõ. Còn bạn C áp tai xuống mặt bàn thì nghe được tiếng gõ. Thì có câu hỏi dành cho chúng ta như sau. Âm truyền đến tai bạn C qua môi trường nào? Đây, chúng ta có một bạn A gõ nhẹ cái đầu bút chì xuống mặt bàn, sao cho bạn B đứng ở cuối bàn không nghe tiếng gõ.
Còn bạn C này, áp tai xuống mặt bàn thì nghe thấy tiếng gõ. Vậy âm truyền đến tai bạn C qua môi trường nào? À, âm truyền đến tai bạn C là qua cái bàn này, mà cái bàn này là môi trường chất gì? À, chất rắn. Như vậy âm thanh cũng truyền qua được trong chất rắn, đúng không nào? Thầy có nhận xét thứ hai là âm truyền được trong chất rắn. Âm truyền được trong chất rắn. Như vậy là ta đã biết âm thanh truyền được trong chất khí này, chất rắn này. Chúng ta tiếp tục sang phần C, sự truyền âm trong chất lỏng. Để xem trong chất lỏng âm thanh có truyền qua được hay không nhé. Chúng ta đi xem một thí nghiệm như sau. Thí nghiệm này thầy có một cái chuông điện và thầy cung cấp nguồn điện cho cái chuông này để cái chuông này nó kêu lên. Đấy, chúng ta biết được chuông điện nó kêu lên. Rồi, người ta sẽ bỏ cái chuông điện này vào trong một cái ly nước. Ly nước là chất lỏng. Chúng ta nghe xem khi mà cái chuông điện này nó phát ra âm thanh mà bỏ vào trong cái ly nước là chất lỏng này, chúng ta có nghe được âm thanh không nhé? Khi mà cái chuông điện này bỏ vào trong ly nước là chất lỏng này, chúng ta có nghe được âm thanh không? À, chúng ta vẫn nghe được âm thanh. Như vậy là âm cũng truyền qua được trong chất lỏng. Thầy có nhận xét thứ ba như sau. Âm thanh truyền được trong môi trường chất lỏng. Như vậy là âm thanh này truyền trong môi trường chất khí này, chất rắn này và chất lỏng. Tiếp theo chúng ta sang phần D. Âm có thể truyền được trong chân không hay không? Thì các bạn nào đã biết môi trường chân không không nào? À, môi trường chân không là môi trường mà hay nghe được ở ngoài vũ trụ đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi quan sát một đoạn video để xem âm có thể truyền được trong chân không nhé. Thí nghiệm về sự truyền âm trong chân không. Dụng cụ gồm có máy chất âm, bình thủy tinh kính, thiết bị phát âm thanh có đèn tín hiệu được đặt trong bình thủy tinh kính. Cách tiến hành: bật thiết bị phát âm thanh rồi hút dần không khí trong bình. Rồi, thí nghiệm như sau này. Người ta sẽ bố trí một thí nghiệm một cái bình kín, người ta đặt một thiết bị phát âm thanh trong bình kín này. Thiết bị này nó sẽ nối với một cái máy hút chân không. Khi thiết bị này nó phát ra âm thanh chúng ta nghe được. Nhưng sau khi dùng máy hút chân không, nó hút hết không khí trong bình này ra, thì trong bình này không còn không khí, sẽ trở thành chân không. Chúng ta quan sát là khi mà bình này không còn không khí nữa, thì chúng ta có nghe âm thanh không nhé? À, không thể nghe được âm thanh. Sau khi hút hết không khí, đèn tín hiệu vẫn sáng, nhưng ta không còn nghe thấy tiếng còi. Chúng ta tiếp tục bơm lại không khí vào bình. À, như vậy mà khi chúng ta bơm tiếp tục không khí trở lại bình, thì chúng ta nghe được âm thanh. Như vậy là âm không truyền được trong chân không. Thầy có nhận xét thứ tư như sau. Âm không thể truyền được trong chân không. Từ đây thầy có kết luận rút ra chúng ta như sau. Âm có thể truyền được qua những môi trường như là chất rắn, chất lỏng và chất khí.
và không thể truyền qua chân không. Đấy, các em lưu ý là âm truyền được trong môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí và không truyền được qua chân không. Cái luận thứ hai là ở vị trí càng gần nguồn âm thì âm nghe càng rõ. Ví dụ như là khi mà thầy giảng bài trên lớp, một số bạn ngồi bàn đầu sát bục giảng gần thầy thì sẽ nghe được cái âm của thầy nói lớn, còn những bạn ngồi ở cuối lớp sẽ nghe được âm của thầy nhỏ, và một số bạn ở ngoài cổng trường hoặc ở lớp khác thì chúng ta sẽ không nghe được âm của thầy. Như vậy là ở vị trí càng gần nguồn âm thì âm nghe càng rõ. Đấy, chúng ta phải nhớ kết luận này. Đây là một video hoạt hình ngắn để chúng ta biết được sự truyền âm trong ba môi trường. Đây là môi trường không khí. Đây, môi trường chân không. Khi mà qua môi trường chân không thì âm sẽ không nghe được. Rồi, như vậy là âm sẽ truyền được trong môi trường không khí này, môi trường chất lỏng này và môi trường chất rắn, và trong môi trường chân không âm không thể truyền qua được. Chúng ta tiếp theo sang phần E, vận tốc truyền âm. Thì đây là một cái bảng vận tốc truyền âm của một số chất ở 20 độ C. Ở đây ta có không khí, vận tốc truyền âm là 340 m trên giây. Ở nước là vận tốc truyền âm là 1.500 m trên giây. Và cuối cùng là thép, là chất rắn, là 6.100 m trên giây. Thì các em nhìn được bảng này, có thể biết trong ba môi trường không khí là chất khí, môi trường nước là chất lỏng và thép là chất rắn, thì trong ba môi trường này môi trường nào truyền âm nhanh nhất và môi trường nào truyền âm chậm nhất? À, nhìn vào bảng là thấy đúng không nào? Thép có vận tốc là 6.100 mét trên giây thì truyền đi nhanh nhất, và không khí là 340 mét trên giây thì vận tốc truyền âm là nhỏ nhất. Thì từ đây thầy sẽ có kết luận tiếp theo chúng ta như sau. Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí. Đó, chúng ta phải nhớ được chất rắn nó sẽ lớn nhất tới chất lỏng và tới chất khí. Thầy cung cấp cho chúng ta một số thông tin mà chúng ta có thể chưa biết. Sở dĩ âm truyền được trong chất khí, chất lỏng, chất rắn và không truyền được trong chân không vì khi các nguồn âm dao động, nó sẽ làm cho các hạt cấu tạo nên chất rắn, chất lỏng, chất khí ở sát nó cũng dao động theo. Các bạn nhớ là âm truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí vì ở trong chất rắn, chất lỏng, chất khí có những hạt cấu tạo nên chất. Khi mà âm phát ra âm thanh dao động, nó sẽ truyền tới cái hạt này, là cái hạt này dao động và truyền đi xa. Còn trong chân không á, thì không có các hạt cấu tạo nên chất, nên là sẽ không truyền được âm thanh. Đây, chúng ta cùng xem mô tả thí nghiệm này. Đây thầy có nguồn âm phát ra âm thanh, nguồn âm sẽ dao động này, truyền âm này tới các hạt cấu tạo nên chất, là cái hạt này nó sẽ truyền âm thanh đi xa này. Đó. Còn trong chân không sẽ không có hạt cấu tạo nên chất, nên âm thanh sẽ không truyền qua được. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 2 là mã vận dụng. Câu số 1. Âm không thể truyền qua môi trường nào sau đây?
Chúng ta có A. Tường bê tông, B. Khoảng chân không, C. Nước biển và D. Tầng khí quyển bao quanh trái đất. Nghe rất dễ đúng không nào? Âm sẽ truyền được trong ba môi trường chất rắn, chất lỏng, chất khí và không truyền được qua trong tinh không. Tường bê không là chất rắn, là truyền được. Khoảng chân không, không truyền được đúng không nào? Nước biển chất lỏng truyền được. Tầng khí quyển bao quanh trái đất là chất khí. Như vậy là chân không, không thể truyền âm qua được. Câu số 2. Tại sao ta thường thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét? Chúng ta biết là khi mà trời mưa, chúng ta thường thường thấy một cái tia chớp, tia sét đúng không nào? Rồi sau đó chúng ta mới gì? Mới nghe được tiếng sấm. Thì tại sao như vậy? Thì thầy gợi ý chúng ta là vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s, còn vận tốc của ánh sáng là 3 × 10^8 m/s. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có vận tốc truyền âm trong không khí chậm hơn vận tốc của ánh sáng. Thực chất chúng ta thấy chớp và nghe thấy tiếng của sét nó sẽ xảy ra cùng một lúc, nhưng mà chúng ta sẽ thấy trước và chúng ta mới nghe sau, vì vận tốc truyền âm của ánh sáng sẽ nhanh hơn vận tốc truyền âm trong không khí. Và chúng ta lưu ý như vậy. Câu số 3 là câu hỏi mà lúc trước khi vào bài thầy có đặt ra chúng ta đó. Tại sao ngày xưa để nghe tiếng vó ngựa từ xa, người ta thường áp tai xuống đất để nghe? Đó, chúng ta xem phim kiếm hiệp hay là phim Trung Quốc ngày xưa đúng không nào? Thì người ta dùng ngựa, mà người ta để nghe tiếng vó ngựa từ xa, người ta thường áp tai xuống đất để nghe. Tại sao được như vậy? Thì cái này cũng dựa vào vận tốc truyền âm. Chúng ta nhớ lại là trong âm truyền được trong ba môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí, thì âm truyền trong môi trường nào nhanh nhất? Âm truyền trong môi trường chất rắn là nhanh nhất. Mà khi chúng ta áp tai xuống đất để nghe thì đất là môi trường gì? Chất rắn. Thì chúng ta sẽ nghe được gì? Tiếng vó ngựa ở xa. Còn khi mà chúng ta đứng á, chúng ta chỉ nghe được bằng không khí đúng không nào? Thì chúng ta nghe khoảng cách gần hơn. Đó. Thì chúng ta nhớ được là mặt đất là truyền âm nhanh hơn không khí, nên ta nghe được tiếng vó ngựa từ xa. Còn khi mà chúng ta đứng, chúng ta nghe tiếng vó ngựa bằng không khí, chúng ta sẽ nghe gần thôi. Đấy, đây là nhớ về vận tốc truyền âm. Thì nội dung của bài ngày hôm nay thầy sẽ tổng hợp chúng ta bằng sơ đồ tư duy như sau. Môi trường truyền âm thì sẽ cho âm truyền qua được trong các môi trường như chất rắn, chất lỏng và chất khí. Và không cho âm truyền qua là chân không. Và càng đi xa thì độ to của âm càng giảm. Và vận tốc truyền âm của không khí nó sẽ nhỏ nhất tới vận tốc truyền âm của chất lỏng và tới vận tốc truyền âm của chất rắn. Chất rắn lớn nhất rồi tới chất lỏng rồi tới chất khí. Thì trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, thầy giới thiệu chúng ta một ứng dụng vận tốc truyền âm. Chúng ta cùng nhau xem đoạn video này nhé.
Chúng ta vừa mới xem một đoạn video rất thú vị đúng không nào? Đây là sóng nhạc, mà nhạc này nhạc bằng nhạc lửa. Thì cái cơ chế này như sau: người ta sẽ chế tạo cái nhạc lửa này bằng cách đặt đặt khí ga ở dưới cái dụng cụ nhạc này. Người ta sẽ bịt kín hai đầu và người ta sẽ cho một nguồn âm phát ra âm nhạc, nó đặt sát vào cái dụng cụ này, thì khi âm thanh nó phát ra thì nó sẽ truyền âm tới và khí ga ở dưới nó sẽ cung cấp ga và nhạc nó sẽ bập bùng theo tiếng nhạc. Chúng ta lưu ý là không nên chế tạo cái dụng cụ này tại nhà vì nó sẽ liên quan với ga, gây ra cháy nổ rất nguy hiểm. Thì thầy có một số dặn dò chúng ta như sau: chúng ta học bài, bài tập trong hệ thống lớp học và chuẩn bị xem trước bài phản xạ âm tiếng vang. Thì bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em, chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe.